Hello, xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em quay trở lại với Phong Cùng TV và Phong Cùng Radio. Hiện tại là mình đang ở 16 chỗ, anh là người. Ok nha, hôm nay mình sẽ đi làm cái vlog cho anh em. Anh em phải chuẩn bị đón chờ mà. Giờ sẽ cho anh em ngồi nhìn xe nha. Nghe rộng. Nó bỏ dần á. Thôi bỏ thì có. Để đổi vào. Thế chưa ạ? Mệt quá. Tôi bỏ rồi đấy. Giờ nó chỉ xin đi. Tôi chặn xuống để hỏi luôn. Thế này. Có mà tôi bỏ thì có. Anh có nhìn tóc em dài không? Bỏ dần tôi. Tôi đang bỏ mấy lần để cứ mỏi. Ok. Đi thôi. Anh có đến đây. Tất cả anh em nhá, hiện tại là đã đến nơi này. Úi dồi ôi, cái đồng đông đến lỡ luôn. Wow luôn này. Được tao bảo wow luôn. Đồng wow luôn này. Đồng wow luôn. Phải các chùa đông như này, đông wow luôn này. Nóng tắt ngồi đi luôn. Anh em xem sông núi tí nhá. Này, sông núi này. Wow luôn. Đây, anh Quân nhá, đây anh Quân này. Anh trai mình à, ok chưa? Đấy, vãi người luôn. Tí nữa mình sẽ đi quả phà thuyền nhá, uy tín luôn anh em ạ. Tí đi quả phà thuyền. Chất lượng. Lóng quá người. Nó sợ máy rồi. Bây giờ anh em sẽ nhìn xa nhá, đây là một quả con đây là một quả con trèo à? Xe hay gì đây? Cái con to to bên này là gì ạ? Con to to là gì con? À, thuyền, anh em sẽ quả con thuyền to vỡ mồm luôn. Con thuyền này phải quát cu. Đấy. Đấy, hiện tại là rất đông anh em ạ, nên là thôi mình sẽ chỉ quay như này thôi nhá. Ok, hiện tại mình đang ở trong rất đông rồi. Đông quá luôn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Đâu rồi. Các vợ xem quả này, quả này, quả vừa lợi, các vợ xem má ơi luôn. Anh không phải thu hoạch cái gì đi, thì em làm hình à. Ủa cái đây, 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 mẹ này. Không mất, không mất được. Cái đấy, ăn ngay quả chửi. Ăn xong thì mình sẽ thành công. Đến thuyền rồi, đến với thuyền anh em. Không đi, quay cái gì? Đâu giả đây? Đấy, các em có nhiều hạn ra. Đúng đồng. Đi. Rất người luôn. Anh em thấy quả chùa uy tín không? Thôi nhá. Quả thanh cảnh gọi là đợi xe này, cái quả xe điện đấy được luôn này. Thanh cảnh không? Cổ trang nhá anh em, có thể đây là cái đám cổ trang này. Ôi trời ơi. Thật là vãi chưa. Đi đi đông thế dễ bị mất túi cực. Phải ôm cái túi cẩn thận. Này chạy theo xe thôi. Về nhỉ? Anh cứ điện thoại đi. Đứng đợi xe quả này. Đây anh em, đây là quả chùa Tâm Trúc nhá. Thì thằng nó đi đợi xe há mồm luôn. Một lần để nhớ luôn nhá. Nhớ luôn này. Nhắm tay xế, nấm bỏ mẹ nó. Nhớ luôn thật. Con xe nào mà quay về là đuổi nhau luôn nhá. Công chào anh em gái. Cuối lúc này à, có chỗ ngon thì luôn. Đây. Đây, 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 cổ trang, cổ trang.
chán luôn này. Đấy, đợi xe tiếng hồ này. Đấy, em mình đợi xe từ tiếng hồ này. À. Hiện tại là Phong đang ở với đây, rất đẹp anh em ạ, đủ má hai anh em đang lạc này, hai anh em đang lạc lắc người luôn, wow luôn, lạc wow luôn. Từng nhịp beat văng vẳng bên tai. Anh ấy đi em quay cho. Quay ngược quay lại đi, quay lại đi. Ôi một anh em ạ. Chán luôn. Hai thằng đi làm. Tắt đường của Phạm Trường luôn. Đi cái này là nó có xe điện anh em ạ, nhờ tôi không bắt được xe điện. Công lộ đi. Giờ mới lên xe quả có gạch má ơi luôn này. Lại cho anh em xem quả chút chút như nào luôn. Trên đôi bi tít đến nơi nha anh em, đủ má rồi mà đến nơi này. Đến gì đi mẹ, đến trời mấy tiếng rồi, trời bình yên luôn, phải đứt luôn đây, phải là về có quả vlog cho anh em xem thì má ơi luôn thật. Đi gian hàng hả, nếu mà đi thẳng đi điện thoại bên anh như tại đóng nhỏ đi điện chịu cái gì. Ok nha, hiện tại là mình đang ở chỗ xe. Mình chỉ phải đi về nhanh anh em nhá. Ui dồi, mệt quá anh em ạ, mệt lắm rồi. Mệt lắm anh em ạ. Quá mệt rồi. Ok nhá. Hiện tại đang đi về nha. Đủ mã đây anh em thấy chưa? Con vợ này nằm đứt hết rồi. Ôi giời ơi. Đang ngửa hết rồi. Mình thì cũng mệt thôi nhưng mà thôi cố quay nốt cái vlog anh em này. Ok chưa? Anh em nào có thấy video này hay nhớ cho mình một like và một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có thể ra những cái video vlog tiếp theo cho anh em. Ok, và giờ thì bye bye cho tất cả anh em.